Ẩm thực Tiết Tâm xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mình làm một món nước uống rất là ngon, rất là nhiều vitamin để nhiệt cho mùa hè. Đó là cái món trà trái cây. Thì trái cây ở đây á, ai thích trái cây này gì thì chúng ta có thể mua cái trái cây ấy về làm. Thì nhưng mà mình khuyên là trái cây thì mình nên chọn những cái trái cây nào nó đừng có quá mềm, để chúng ta khi chúng ta ngâm thì nó vẫn còn được cái độ giòn của cái trái cây thì nó sẽ ngon hơn. Thì đối với mình á, thì ở đây mình sẽ sử dụng 6 loại trái cây. Đó là trái ổi, trái cam, trái xoài, dưa lưới, thơm, dâu tây và trái chanh dây. Mình đã gọi là trà trái cây thì nó phải có nước trà. Ở đây thì nước trà mình sử dụng là trà ô long. Trà ô long thì mình sử dụng ở đây là khoảng 1 lít nước sôi, mình ủ với khoảng 13 gram trà để mình lấy cái nước trà đó mình pha trà trái cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chọn trái cây nha. Đây là những loại trái cây, tất cả những loại trái cây mà mình đã chuẩn bị sẵn, mỗi thứ là 200 gram. Riêng cái chanh dây á thì mình sử dụng ở đây là 400 gram chanh dây, nửa ký đường và một xíu muối để cho nó được ngọt đậm đà hơn ha. Và để rút ngắn cái thời gian thì mình đã chuẩn bị trước. Ở đây là những cái trái cây mình đã gọt vỏ sẵn, mình sắc miếng vừa ăn. Mỗi miếng như vậy thì độ dày của nó khoảng là 4-5mm thôi là được rồi ha. Mình đừng sắc quá dày mà cũng đừng quá nhỏ. Tại vì khi mà mình trái cây tươi á, khi mình ngâm với đường thì nó sẽ có một phần nào nó teo hơi nhỏ lên nữa, cho nên các bạn cũng đừng sắc quá nhỏ mà nó nhìn nó không có ngon nha. À hồi nãy mình quên nói các bạn, thì trong cái trà trái cây này á, nó phải còn một thứ trái cây nữa, đó là cái trái tắc. Nhưng mà mình ở đây mình không có ngâm trực tiếp trong này, tại vì cái tắc nó rất là mau lên men và nó làm cho trái cây nó chua, cho nên mình không có ngâm trực tiếp trong đây. Nhưng mà khi mình làm nước thì mình sẽ cho vào đây một ít nước cốt tắc. Bây giờ sau khi trộn xong thì chúng ta sẽ cho vào một cái keo lọ gì đó, chúng ta đậy nắp kín lại. Và chúng ta có thể chúng ta để ở ngoài khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ cho vào trong tủ. Để 2-3 tiếng chi để cho cái trái cây mình nó ra, nó kết hợp với cái đường thì nó thẩm thấu đều. Sau đó chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh. Nếu mà chúng ta cho vào tủ lạnh liền thì có thể cái đường mình nó sẽ không tan hết được. Và trái cây này nó sẽ ngon hơn nếu các bạn để qua một ngày thì nó sẽ ngon hơn. Và nếu chúng ta dùng liền thì có thể khoảng chừng 5 tiếng để chúng ta có thể dùng được rồi. Nhưng mà nếu qua một ngày hôm sau thì trái cây mình nó sẽ rất là ngon. Đây là cái hũ trái cây mà mình đã làm và mình để một ngày trong tủ lạnh. Thì hôm nay mình lấy ra để mình làm thử một ly nước, mình uống xem thử nó ngon như thế nào nha. Và để cho cái lượng trái cây cũng như là cái độ ngọt trong từng cái ly nước của mình nó đều với nhau, thì trước khi làm các bạn nên lấy cái phần nước ra riêng. Và cái phần xác chúng ta cũng sẽ chọn những cái vá mà có lỗ đó, chúng ta vớt cái phần xác ra riêng để cho nó đều, làm cho nó đều nha. Đây là cái bình lọc. Ở đây mình cho vào đây là 100ml nước cốt trà, 40ml nước cốt trái cây, 3ml cốt tắc, 15ml nước đường. Hồi nãy mình quên nói các bạn nha, đây nó có phần nước đường. Thì nước đường này á, là mình nấu từ 1kg đường với 600ml nước. Chúng ta sẽ cho luôn cái phần trái cây này vào, thì khoảng 80g. Các bạn cho vào đây một cái lượng đá vừa đủ cho một ly, khoảng 500 đến 600ml. Chúng ta lắc đều lên và chúng ta cho ra ly là mình uống rất là ngon. Các bạn nhìn cái ly nước này nó rất là đẹp. Thì cái trái cây của mình á, mình không có để vỏ cho nên là nó hơi thiếu cái màu xanh đó các bạn. Nhưng mà mình bảo đảm các bạn là nó rất là ngon và chúng ta để lâu nó sẽ không bị đắng, không có bị gì hết. Chúng ta thử làm nha, thử làm cho cả nhà mình thưởng thức nha. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái món trà trái cây.
thì nếu ai chưa làm thì chúng ta làm thử để cho gia đình mình dùng cũng như giải nhiệt trong mùa hè.